gocongnghe.com xin chào tất cả anh em nhé. Ở trong tập này thì mình sẽ làm một clip chia sẻ và hướng dẫn qua cho những anh em nào đã từng mua những con cam 360 này của Ezvit, bất cứ mã C6CN hay C6N hoặc Ezvit 360, miễn là những cái loại cam quay và hình thức như này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách gắn nó lên trên tường để có góc nó bao quát nhất. Thực sự cái này nó không có gì là khó cả. Nhưng mà có nhiều anh em thích vào vạch mua của bên mình về, nhưng mà không biết treo nào, treo nó không đúng, kiểu không đúng kỹ thuật với cả thẩm mỹ nữa, nên góc nó bị nhìn nó ngược lại, nhìn nó méo, hình nó chéo rồi nó không được toàn diện góc. Nhưng hôm nay mình sẽ làm clip này để hướng dẫn cho các bạn làm cái treo nó lên trên tường cho nó chuẩn, chứ nhiều ông không biết treo nó hẹp thì lại bảo là anh ơi cam của cái con này góc nó nhìn nó cái kiểu gì ý, nó không như là các dòng khác, bởi vì các bạn không biết cách treo. Thì trong tập này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách treo nó lên trên tường chuẩn nhất theo của nó và thẩm mỹ. Đầu tiên bạn mở cái hộp ra, lấy con cam ra. Lấy cái chân đế ra này. Phụ kiện được, mình có thể hướng dẫn các bạn lắp luôn phụ kiện. Đấy, cái này không bao giờ mình phải dùng dùng đến, bởi vì mình toàn lắp qua hộp kỹ thuật thôi, không lắp thẳng vào tường. Đấy, cái này thì bỏ ra, vứt hết hộp này ra cho nó gọn là bàn đi. Đây là con cam của chúng ta. Trước tiên thì mình nói về cái vấn đề các bạn hay lắp nhất là các bạn tự mua về nhà các bạn lắp này, các bạn hay lắp kiểu này. Đây nó có ba cái chân đế này, các bạn hay bắn thẳng nó vào tường như này. Đây cái mặt tường là phẳng như này, các bạn hay bắn đây, mình lấy cái này đi làm cho anh em xem. Đây ví dụ đây là cái mặt tường đi, mình không nói đây là hộp kỹ thuật, anh em hay bắn thẳng vào tường như này, khoan thẳng vào tường xong lấy cái con này em gắn luôn như này, gắn nó lên như này, nó thẳng ở trên tường này, gắn tít ở trên gần như là gần trần nhà ấy. Gắn như này, anh em mà gắn như thế này thì nó sẽ nhìn từ trên xuống, nó sẽ thành nhìn kiểu từ trên xuống, hình ảnh nó sẽ kiểu như là y xì như anh em đứng trên trần, anh em nhìn xuống nó nhìn thẳng từ đầu người ta xuống, khó nhìn được mặt. Ví dụ trộm chiếc vào nó khó nhìn thấy mặt hơn, bởi vì cái con dòng C6CN hoặc C6N này góc có con C6CN đời cũ thì nó được 110 độ anh ngửa lên, thì khi anh em lắp vào tường như này anh em có thể ngửa nó ra như này để nó nhìn thành cái nhìn ngang được hoặc chéo chéo được. Nhưng đối với dòng C6N này trở đi góc nó chỉ còn 55 độ thôi anh em, mà để như thế này, nếu anh em mua của bên mình hoặc bất cứ ở đâu mà lắp như thế này, đối với dòng C6N này đi, góc lên xuống nó chỉ có 55 độ, anh em mà để như này nó chỉ nhìn xuống góc góc tường chỗ ý thôi. Với cả quay sang bên này, quay sang bên kia nhìn gọi là như kiểu là cái trường hợp anh em mà lắp như này chỉ lắp thích hợp nhất để lắp ở hành lang, cả cái hành lang dài thượt, anh em lắp ở chính giữa cái hành lang cho mình, chính giữa cái hành lang, thì khi anh em quay ra sang bên này nó nhìn theo cả một cái dãy dài bên kia, quay sang bên này nhìn theo dãy dài bên kia, nhưng mà cực kỳ ít lắp ở hành lang cái vấn đề như thế. Nhưng mà để tốt nhất anh em lắp con này ở trong gia đình, nhìn trong một cái phòng, anh em phải lắp như thế này cho mình, nội ngược nó lại như này cho mình, lắp thẳng nó lên trên trần. Nếu không có trên trần, ở cạnh tường này lắp cạnh tường, nhưng mà lắp thế nào thì lắp vẫn phải để nội ngược lại cho mình như này, thì góc nhìn của nó sẽ thành nhìn thẳng từ trên xuống này. Anh em để in ý là mình lắp như này, lộn ngược nó lên như này, thì cái góc nhìn của nó sẽ một phát chéo xuống, chéo từ trên xuống, nó sẽ không khác gì là một những cái con cam cam có đầu ghi mà các bạn nhìn thấy nó hình trụ nó nhìn từ trên xuống như này. Đấy thì anh em lắp con Ezvit này, C6C này, anh em để ý cho mình lắp ở trong phòng, quan sát trong phòng, thì anh em lắp lộn ngược từ trên xuống xong vào chế độ lật hình ảnh cho mình như này thì góc sẽ bao quát và rất là đẹp và nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn. Em cứ treo ngược lên như này, và làm thế nào để treo ngược được như này và nó vẫn đảm bảo thẩm mỹ và chắc chắn lâu dài, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Đây, em vứt con này ra. Đây là một cái hộp kỹ thuật camera, thợ camera nào các bạn biết rồi. Cái trong clip ngày hôm nay nội dung mình chỉ chia sẻ với anh em nào muốn tự mua về lắp, chứ không chia sẻ đến thợ camera. Thợ camera thì thực sự các bác thừa biết lắp rồi, nhưng đây là mình nói nhỏ thôi nhá. Thợ camera kể cả thợ, mình nói thật đầy bác lắp xấu như gì, em nói thật luôn đấy,
không phải là em chê đâu, em không ám chỉ bất cứ bác nào, nhưng mà đầy bác lắp xấu, lắp á, còn chả bằng dân lắp đâu, em nói thật đấy. Có nhiều bác chung là lắp cũng không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng mà trong clip nội dung hôm nay em chỉ chia sẻ đến các bác nào tự mua về vòng vạch nhá. Đây là một chiếc hộp hộp kỹ thuật, đây hộp kỹ thuật camera. Để lắp được cái con này lên thì các bác phải bắn cho em cái này vào thẳng hộp này, không cần vào tường nữa. Cái này thì nó sẽ có ba lỗ đây, hộp kỹ thuật nó bị một cái lỗ ở đây đấy, thì cái hộp cái chỗ này mình sẽ không tận dụng được bởi bắn vít đây nó sẽ không chắc. Bác để cho em cái nhựa như này, cái chiều mũi tên này là nếu bác để ý cái chiều mũi tên này chỉ nắp lên thì nó đẹp thôi, thì cái hộp kỹ thuật nào các bác quay ra bên ngoài cái mặt nào cũng được, bởi vì cái nắp này tí nữa các bác còn có thể đổi được. Đây cái lắp này lắp đổi thoải mái, em bỏ cái này ra tính cái nắp không nhá, để đằng nào cũng được. Như em nắp là em sẽ chia sẻ cách nắp để thẩm mỹ nhất của em, thì em nắp như này, bắt vào giữa này là không được rồi, các bác nhìn nó có khe này, bắn vít là đúng vào cái khe này thì nó sẽ không chắc, bác phải nùi xuống cho em lấy cái điểm này, cái điểm trên cùng này chính giữa cái này thôi đó, các bác để chính giữa này cho em hơi lệch một tí này cũng được. Xong bác dùng cái con vít vít nào cũng được, của em thì em dùng vít tự khoan kiểu này, bác cho lên đầu cái máy khoan, các bác dùng tô vít bác siết vào cũng được, nhưng mà nó lâu thôi, em dùng cái này cho nhanh, bạn siết vào cho em một con. Đó, em bắn được một con, em làm tiếp hai con còn lại. Rồi, thế là xong. Đây, các bạn để ý em nhìn em bắn này. Một cái về chính giữa này. Con này thì chắc chắn sẽ không xong hai con này, nhưng mà còn hơn các bác bắt bắn vào khe này. Đấy, được như này. Rồi, xong được như này. Thì các bác sẽ nắp vào hộp. Cái mặt này bác quay, đa số cái mặt này hay quay vào trong tường. Mặt này tí sẽ đục ra để dây điện ra, hay quay vào trong tường để nó che. Và cái mặt này sẽ quay ra bên ngoài. Bác úp hộp vào cho em này. Nếu mà đây ở trên trần, các bác khoan hai con vít nở bắt ắp lên trên nóc trần cho em. Nhưng nếu không có lắp trần, không có lắp trần thì là bắn ở bên cạnh tường, thì là phải dùng cái em là em dùng cái lờ ke góc như này. Còn cũng có thể các bác thì khoan thẳng ở đây, bắn thẳng này sát vào tường cũng được. Nhưng mà khi nào mà bắn sát hai hộp này kịch vào tường như này cũng được. Nhưng mà khi nào các bác tháo cái nắp này ra nó sẽ bị xịt cái nắp này vào tường. Như em thì em không làm thế, thì em sẽ có cái lò ke góc như này, em đặt cái lò ke góc lên đây, em bắn ba con vít tự khoan vào đây, xong em treo cái này vào tường, em bắn thẳng cái sắt này vào tường như này, thì các bác để ý nó vẫn dơ ra được khoảng tầm một gần một phân khe này, thì cái phân này nó sẽ là để cho cái dây điện nó ra nó thoải mái, không bị xì tường, không bị ép lâu ngày nó sẽ dẫn đến tình trạng đứt dây, và cái lắp này vẫn mở ra nó dễ dàng. Đấy, thì em sẽ bắn luôn này cho các bác xem. Đây, các bác để ý này, em sẽ bắn luôn. Chung là phụ kiện camera nó có như thế, nhưng mà mình vẫn cứ phải chế. Đối với là hộp kỹ thuật truyền thống thì em vẫn cứ phải chế này cho nó thẩm mỹ các bác nhé. Đó. Bắn ba con vít tự khoan đây là rất là chắc. Các bác chỉ cần chỗ này thì có thể hơi khó bắn ốc, như tô vít thì vẫn vào được. Tùy như em treo kể cả C6N này, em chỉ cần một con vít ở đây, vít nở gọi là lở chắc một tí, một con ở đây em dính thẳng tường như này, dính tường như này sẽ treo được cả con C6N treo lên. Cái mặt này lên trên trần, đối với cái nào có bắn trần nếu mà bắn thẳng này lên trần, còn không có bắn trần phải bắn cạnh tường thì cho thêm cái lờ góc này. Cái này ra tìm khí mua đầy, đấy là chế góc để đẹp nhất. Đây em chia sẻ cách nắp đẹp và thẩm mỹ nhất. Đấy, bắn như này cho em và nhanh gọn chỉ thế này thôi. Rồi con C6N các bác để này cho em. Vì sao cái mũi tên này quay ra bên ngoài, thì quay ra bên ngoài thì bác ngắm đúng cái góc này, lắp này, xoay này, đấy mũi cái mặt này, cái cắm cổng dây này hất đúng vào trong này, thì khi bác lộn ngược lại như này,
cái biểu tượng Ezevit nó sẽ được ra bên ngoài, nhìn nó sẽ đẹp và nó sang hơn, biết là hãng cam gì đấy thì nó thế thôi. Còn đâu bây giờ các bác mà xoay kiểu kiểu khác, các bác đặt như thế này, bác đặt kiểu khác đây, các bác quay thế này cũng được, thì cái chân này nó ra bên ngoài thì nó xấu thôi đấy, nó nhìn thấy nó ra bên ngoài nó xấu thôi đấy. Chứ còn đâu đặt đúng vào nó như thế thì để như này thì nó được cái e-javit ra ngoài thì nó đẹp hơn đấy. Nên em mới bảo các bác là để ý cái mũi tên này nhỏ nhỏ này quay ra mặt hướng của cái hộp của quay ra bên ngoài, thì đặt vào cái vắt xoay con cái e-javit này vào, treo lên tường nó sẽ y xì được như này đấy. Đây là cách lắp con này lên trên tường và để thẩm mỹ các bác lắp như này cho em. Đây là em tự tay em chế cái hộp kỹ thuật thế này và đi lắp rất là nhiều nơi này, thì em chia sẻ lại cho các bác nào đã mua online bên em mà lắp nó góc nhìn nó hẹp nó khó đấy, thì nó sẽ được như này. Bác treo nó lên như này, treo từ trên xuống được như này. Còn bây giờ về vấn đề gọi treo cam đúng không, rồi về cái vấn đề gọi là để hộp nguồn ở trong, thì em cũng chia sẻ luôn cho nó gọn luôn, coi như lắp chọn luôn một con cho các bác xem. Tháo con này ra không cần nữa. Đối với cả hộp nguồn thì mình em phải khoan, để cho cái nguồn adapter của cam nó ra thì em phải khoan, thì em sẽ tận dụng cái lỗ này để khoan luôn. Thì cái này em đã quay vào trong tường rồi, cái này thì đúng ra là đục thì nó cũng ra thôi, nhưng mà cái hộp kỹ thuật của em nó lại chắc, đục nó không ra thì là phải khoan, khoan cho nó nhỏ thôi, chỗ này vẫn hơi to, to quá thì nó xấu. Đây là chỉ là thực sự là cái này nó không phải là gì là bí mật của thợ, nhưng mà đây là em làm được thẩm mỹ nào và cách tốt nhất để đẹp nhất thì em giới thiệu đến các bác thôi, cho các bác về có thể tự lắp được. Để nhiều bác tỉnh xa mua bên em ấy thì là em không tới lắp cho các bác được đấy, thì em chỉ làm được như này. Đây thì em sẽ gỡ ra như này, em còn dùng cái phích âm cơ, phích âm cho vào trong ấy. Các bác biết cái dây điện 220 các bác cho vào lỗ này, xong cắm vào cái phích âm vào đây. Đây xong cái này em không cần cởi cái này ra, để như này, đặt này vào trong, kéo này ra một tí cho nó dài luôn này ra, khoan đủ cái này là vừa cái đầu luôn, mình khoan kịch đến nấc to nhất này sẽ vừa luôn cái đầu này, sẽ cho ra này, và cái chỗ còn lại sẽ là dây điện 220 đi vào đây, xong vào cái phích âm, cắm để cái phích âm vào trong này vẫn vừa khít nhé. Đấy, xong xuôi rồi các bạn lại lắp lại xem, bắn bốn con ốc xong bắt đầu treo nó ra để ngược lại như này. Qua cắm dây nguồn đó, thừa để mình lại nhồi nó vào trong cho nó khít, nên là khít các bạn nhé, có dây nguồn nhé, và lại treo ngược lại như này. Xong đây là em chưa bắt bốn con ốc đâu, để tí nữa là nó rơi đó, qua để ý xem. Đây đây chính là cách em lắp đi tất cả các nơi lắp cho các bác, là lắp con Ezavit C6CN hoặc là C6N, là lắp là treo ngược nó lên như này. Các bác yên tâm là không sợ nó dơ nó hỏng cái trục này đâu, cái độ treo thoải mái. Cái này nó thiết kế cả treo kiểu gì thì treo, các bác lắp kiểu gì lắp Nguyễn sao, các bác lắp thế nào để cái điểm ảnh quan sát nó được rộng nhất và góc nó đẹp và nhìn nó thẩm mỹ nhất đấy. Cái xong này cái là các bác bắn lên tường xem, các bác nhìn đối diện và nó sẽ như này. Cái dây nó giống nhìn thấy đằng sau này cơ, kể cả các bác có đi dây mạng các bác luồn hạt mạng qua đây, cái lỗ này thì không vừa hạt mạng nhưng bác có thể luồn qua, xong bác mới bấm đầu, bác cắm vào đây cũng ok luôn đấy. Xong cái này bắn vào tường, đây là em chế, đây là riêng cái này em chế của em đấy. Đây là hộp kỹ thuật, tất cả hộp kỹ thuật bình thường của tất cả các thợ cam dùng là nó như thế này. Ngoài ra bên em còn có cái chân đế cho dòng này riêng, đây cái này không nói, chân đế dòng này riêng thì cuối tập năm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác. Đây là hộp kỹ thuật để lắp cam là do em chế đúng không, vừa giới thiệu các bác ở đầu để bỏ ra.
Còn cái này cứ để đây suốt từ đầu này, là cái hộp chân đế. Cái này là của Trung Quốc người ta làm, chưa nắp cho dòng C6 nào. Đây các bác mở ra, đây cũng là cho ốc để các bác bắt đấy. Đấy các bác để ý ốc của nó đây, em chỉ cần lấy đến ba con thôi. Một quái cho thiếu ốc mình ra thôi, cứ tính là hai con để mình sẽ làm mẫu cho bạn. Và con lại tháo cái này ra, chân đế thì vẫn cứ phải đòi, cái chân đế này chắc chắn là phải có. Bác làm mất cái này không treo được con C6N nữa, là chỉ có để trên bàn thôi các bác nhá. Vứt này ra cho. Chân đế này là cần phải giữ lại, không thể mất. Nếu muốn đã treo con này thì không thể mất cái này được. Đấy thì cái này là cái chân đế của chuyên thiết kế cho Enjavit C6N. Đấy con này này, thì cái này các bác thấy cái mặt này chính là cái mặt để nó để đây, chính là cái mặt để nắp con này lên. Và để ý này, thế vừa mang máng vừa chân chưa, nó không được khít lắm bởi vì cái này lại của nhà khác, sản xuất cái này là của nhà khác đấy. Như các bác để ý là nó sẽ được như thế này, em sẽ lấy cái tô vít để bắt cho nó dễ. Đây các bác để như này cho em, xoay vào clip này chắc nó có vẻ em không cắt bởi vì nó dài, có gì các bác thông cảm xem kỹ nhé. Bởi vì đây em hướng dẫn cho các bác là muốn tự lắp để cho nó dễ và chuyên nghiệp nhất. Các bác mua về tự lắp mà khách người ta đến người ta ui đẹp nhỉ, ai thợ nó lắp em mà tôi lắp đấy, nghe nó hoành tráng và nhìn chuyên nghiệp quá, các bác hiểu không? Đấy em chỉ có hai ốc, thực xưa hai ốc là nó chắc rồi. Đây để như này cho các bác lắp vào đây, trong hai bên này bác xít ốc hai bên ba ốc này để cho nó không tụt này xuống. Còn ở đây sẽ thay luôn cái hộp kỹ thuật đây, thì các bác cho cái phích âm vào đây, điện 220 vào đây và một cái phích âm nữa nằm ở đây. Đấy. Và cái chỗ này thì các bác cũng phải đục nó ra. Đục nó ra rồi thì nó mới qua được, chứ cái này nó vẫn không vừa cái này. Thì là em phải lấy cái kìm, cho em tí em lấy cái kìm nó đục cái này ra. Đây rồi, dân DIY thì ai cũng có cái kìm cắt linh kiện này rồi. Đây các bác bấm hết cái này ra. Cái này nó để cho dây dợ các thứ nó lên trên con cam mà, nhưng mà tính ra nó làm cái ô này nó hơi to đấy. Thì các bác luồn ra này xem, đây là chân đế này bên em có bán, chung là nó cũng ra cái dòng này cũng khá lâu nên bên là em nhập luôn cả cái này, em làm luôn để cho nó tùy vị trí. Để cho nó tùy vị trí dây mạng thì em sẽ để như thế này. Bác lắp này cho em, không bắt đầu. Hai bên này, chỗ này thì bác sẽ lấy ốc ở trong này siết vào. Ba con ốc này này. Nhìn thấy ba cái thằng này chắc chắn là cái thằng này bắt vào cạnh. Cái này nó có từ tính nó dính, nó chưa chặt vào đây nên nó dính vào đây luôn. Đây. Em chỉ làm mẫu một cái thôi, đây, siết một cái vào đây.
cái đây nữa thì nó sẽ chắc cái này. Con này các bác cũng đặt lên như này cho em. Đấy, xong. Cũng sẽ được cái mặt e xe vít quay ra và cái con này sẽ ngược lại như này. Đây là chân đế e xe vít bên em có bán thêm. Đây. Nó bị rơi xuống bởi vì em chưa bắn hết, đây em hướng dẫn các bác thôi. Đây, bác để như này cho em. Đúng ra là các bác phải khoan cái này. Cái này nó có điểm khoan để gắn vào tường, các bác bắn vào đây cho em 3 ốc. Như cái này thực sự bác treo một ốc này cho em được, một ốc trên cùng rồi thôi. Treo một ốc trên áp lại vào tường. Chỗ này có chỗ khoét ra để dây điện sát, khi cái này sát tường là dây điện nó ra ra ngoài, bên này cũng có một cái. Như cái này áp vào tường như này, lộn ngược trên này. Áp vào tường như này, lộn ngược lại như này. Bắn vít vào đây một con, đây một con, đây một con. Chính ra một con nó thoải mái chắc rồi. Đấy, xong cái này nó lại cắm vào đây. Đây. Đấy, nói chung là thế, cho cái này vào thì hơi vướng, các bác phải cho nó từ đầu cơ. Đó. Cái này phải dịch cái này ra hoặc là mới nhấc cái lắp này ra, cắm cái dây này vào trước, cắm cái dây nguồn vào trước rồi lắp cái này xuống. Thì nó sẽ dễ vào hơn, nó sẽ được như này. Đây là cái chân đế Ezavit và kèm gọi là liền hộp kỹ thuật ở trên, nguồn để ở trên này, vích âm ở trên này. Và chỉ có điện 220 chạy ra ngoài này thôi. Đấy, thì trong tập ngày hôm nay thì em cũng hướng dẫn các bác. Những bác nào muốn mua về tự lắp thì cái hộp này các bác có thể ra cửa hàng ấy, cửa hàng bán đồ điện nước các bác mua được. Khoảng tầm mấy chứ nó chỉ 10.000, 20.000 hộp này thôi. Đấy, còn cái chân đế cam này thì bên em bán những cửa hàng camera, tùy cửa hàng camera sẽ có những chân đế này. Thì bên em có bán cả chân đế này cho các bác nào thích lắp luôn cái này, không cần phải chế nở như này của em. Đây là cái chân này để chuyên lắp những cái dòng này C6N, C6CN và những dòng này. Đấy, thì bác nào mua cam bây giờ có chân này, các bác nào cần mua chân này chỉ có mấy chục nghìn thôi. Các bác nào mua cam thì báo bên em thì em bán cho cả cái chân này luôn. Đấy, thì là nó như thế. Bác nào muốn mua về tự lắp mà muốn đẹp thẩm mỹ chuyên nghiệp thì liên hệ với bên em. Bên em bán cam cho các bác rồi thì bên em sẽ bán cả chân đế đó. Hôm nay em làm clip này hướng dẫn thì khá là dài và rất là chi tiết. Để cho những bác nào có cần nhu cầu lắp thì liên hệ bên em nhé. Thôi, clip ngày hôm nay thì cũng khá dài rồi. Em xin kết thúc tại đây thôi. Bác có gì bác nào chưa hiểu thì có thể comment trực tiếp ở dưới video hoặc là liên lạc với em qua số điện thoại, inbox Zalo ở dưới phần mô tả video, em để địa chỉ ở dưới nhé. Bác nào cần hỗ trợ cứ liên hệ bên em. Thôi, một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video của Góc Công Nghệ.com. Một lần nữa mong em đăng ký kênh ủng hộ cho kênh càng thêm phát triển. Xin chào tất cả anh em nhé. Bye.